Chào cả nhà, con chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube KBlog nha. Thì cả nhà ơi, cũng mấy ngày rồi con không đi quay cả nhà. Thì nói chung ra thì cũng trong mấy ngày này thì cũng mưa gió cũng nhiều, nhưng mà con thì trong đó trong thời con cũng đang bệnh đó. Nhưng cái bệnh này của con nó ngộ lắm, con không hiểu. Tại vì lúc khám thì về bác sĩ ổng bà cô bác sĩ cô nói là con bị phổi to đó. Thì con về con cũng có uống thuốc nhưng mà con cảm giác nó không có hết. Rồi xong thì con mới đi thêm một bác sĩ tư ở ngoài, thì ông coi cái giấy xét nghiệm này kia lại, thì ông nói là con hoàn toàn bình thường, xét nghiệm máu với lại chụp X quang thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết đó. Nhưng mà con có cái triệu chứng là như vậy nè cả nhà, là trong khi mình nó cái hơi ở trong cơ thể mình ở đâu trong bụng đó, nó hực lên tới trên não, cái kiểu như là cái não mình nó cảm nhận được là nó say, nó kiểu như nó khiến con như buồn ngủ, nó làm sụp mắt y như một cái liều thuốc ngủ mà nó chạy vô, giống như là mình đang hít cái mùi thuốc ngủ, thuốc mê hít vô vậy. Nó làm say cũng ngủ. Thì ổng nói cái tình trạng đó là nói gì bao tử đó nha, cái bao tử của mình đó. Con cũng bất ngờ là tại sao bao tử mình nó không có gây con ra là con đau bụng hay là cảm giác đói thì nó đau, mà no hoặc nó đau thì con nghĩ là bao tử, còn cái này là con bình thường. Nhưng mà ổng nói bao tử con cũng thấy lạ đó. Cái bao tử bị như là ứ hơi ở trong đó nha, nó bị rỗng thì nó sanh ra cái thức ăn của mình đó. Mình ăn vô đó, nó còn nó ứ lại trong đó, cái hơi nó ứ lại trong đó rồi nó ở lên, nó cảm giác như là mình buồn ngủ đó. Thì mấy ngày nay con cũng uống thuốc rồi cũng ấy nó cũng đỡ em giảm lên cả nhà. Thì hiện tại bây giờ thì giấc này cũng là gần 1 giờ phi rồi. Thì con đang ở nhà con ngủ nhưng mà cảm thấy là giật mình đi, thôi con đi ra đây con quay. Thì ở chỗ này thì nó ngay là cũng là lần đầu tiên con đến thôi nha cả nhà, cũng lạ lẫm với con lắm. Thì con đến đây thì cũng muốn chia sẻ với cả nhà là cái tình trạng của con gì đó. Thì bây giờ cũng đỡ rồi, con cũng sẽ đi quay lại. Nhưng chắc này cũng còn cảm thấy là kiểu như nó làm con lên cái con buồn ngủ ý chang gì hoài, thức rồi đó, ngủ rồi đó, nhưng mà thức lại chút xíu là bị nữa, cái kiểu như là nó hực hơi lên. Mà cái hơi đó là chỉ riêng mình con là con cảm nhận được thôi nghe, chứ ở gần con là không có ai biết được cái hơi đó, cái kiểu như là nó nằm đâu ở trong cái cơ thể của con đó. Nó cứ lên cái nó chạy lên tới trên não cho nó là nó khiến con buồn ngủ, nó sụp con mắt luôn. Thì tình trạng của con vậy đó. Con không biết như thế nào, có nhiều khi thì không biết, có thể là nói là do vong theo nó hay là do vấn đề về tâm linh. Thì con cũng đang nghiệm, con coi thử cơ thể con cũng tự con kiểm tra cơ thể của con, thì con nghĩ cái đó là cũng chưa xác định được là do tâm linh hay là do bao tử, do cái cơ thể cái địa, chắc là con nghĩ là bao tử thôi chứ không có vong nào theo con đâu đó. Điều này thì cũng là con nghĩ là vậy, tại vì con cũng biết cơ thể của con. Đó, thì bây giờ con sẽ quay cho cả nhà mình xem. Ở đây thì có hai căn nhà quan, nhưng mà con nghĩ chắc con vô không được, tại vì nhà quan người ta cũng đóng cửa nha. Đóng cửa thì mình không nên vô. Đó, thì con cũng quay vòng vòng cho cả nhà mình coi. Thì xung quanh đây là cái khu nghĩa địa, đây là nguyên khu nghĩa địa, còn bên đây cái nhà quan, bên đây cái nhà quan. Thì con chỉ quay sơ sơ ngoài cho cả nhà mình coi ha. Thì hy vọng là vô tình hay là mình có thể bắt được cái hình ảnh tâm linh để cả nhà mình xem. Thì bây giờ cả nhà đi dẫn con, thì con sẽ tắt cái đèn này đi, con chỉ mở đèn ngoài thôi. Bây giờ con đang chuyển lại chế độ ngoại ha cả nhà. Nó tối thui đó. Gạch già tối thui hơi đường luôn. Nó thì đây là nguyên khu nghĩa địa nè. Khu nghĩa địa này cũng lớn á. Quay khu nghĩa địa trước đi. Được con hãy nha. Quay khu nghĩa địa trước đi rồi con sẽ quay hai cái nhà quan cho cái nhà mình xem. Con cũng mới vô đây lần đầu thôi, cũng không có biết đường đi như thế nào nữa.
Bên đây cũng trống trải quá, ta đi sao ta? Có đường đi không? À, có cái đường nè. Trời ơi, nó cùng mẹ nó rồi. Nó cùng rồi, đâu có đi được. Nó cái nhà quan đó cả nhà, thấy cái nhà quan không? Đó là cái nhà quan đó, một cái nhà quan. Ở đằng kia một cái nữa để con kiếm đường con đi kìa. Tại vì ở đây con cũng chưa ban ngày, con chưa đến. Con chỉ chạy xe nghe rồi con thấy vậy thôi. Rồi bữa nay con tấp vô luôn. Tại nó lạ lắm rồi, con cũng đến làm cho biết. Để thử đi qua cái nhà quan thử. Nhà thì đóng cửa thôi nha. Chỉ là đứng quay được vậy thôi. Nhà này con thấy là bỏ cũng lâu lắm rồi. Tại vì con đi qua đi lại đường này nhiều lắm, mà chưa có ghé quay lần nào. Nhà này cũng rộng, cái sàn nhà này cũng rộng. Chút con đi vòng lên trên nữa con quay được không? Bây giờ con dẫn cái nhà vô trong nghĩa địa chút nha. Vô trong sâu vô chút. Chỗ này là con chưa đặt chiếc máy niệm Phật nào hết. Nửa đêm nửa hôm ai gọi điện chứ. Wow, sao mộ gì nhỏ nhỏ gì. Này chắc mấy cái quách lấy cốt rồi cả nhà. Chứ không phải mộ đấy.
Này nó ầm đầm quá, khó đi quá. Không biết đường đi nữa. Nhìn không có thấy rõ. Cái nhà giờ con ra cái chỗ mấy cái nhà quan con quay cho cái nhà mình coi ha, quay trước một chút thôi. Ra được không nào? Đằng đó có chó, không dám lại. Nè, cái nhà quan đây nè. Mà chỗ này nó vắng tanh nè. Nguyên cái chỗ này là khu nghĩa địa, có cái nhà quan ngay khu nghĩa địa là cái ngặt này chứ. Nhà ta đóng cửa đâu dám vô. Phải vô trong được đặt máy này kia kia mà có. Tại vì nhà quan thường thường là dễ có tâm linh lắm cả nhà. Nhà quan là hay có tâm linh tại vì không ai ở đó. Mà vong linh họ sẽ vô ở. Mà huống hồ chi á, cái nhà quan này nó nằm cặp cái nghĩa địa nữa chứ. Hồi nãy đâu có thấy cái dàn đèn ở đâu ta, sao giờ nguyên cái dàn đèn ở đâu đó vậy? Đây một đây cái nhà quan hay là một cái miếu vậy, nó giống như một cái miếu thì cũng giống như cái nhà cũng không hiểu nữa. Mà nó nằm sụp dưới đất vậy, có ai ở không biết, vô thử đi. Wow, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở ngoài nhìn vô có chút xíu rồi cả nhà. Vô trong to thế à. Sao lót bằng vải đỏ ta? Cái nhà lót bằng vải đỏ nhìn cũng ấn ấn nha. Ở ngoài nhìn vô thấy được cái miếu mà, nhưng mà không phải cái nhà. Chứ bật cái đèn lên quay cảnh thường. Cái nhà quay cảnh thường, cái nhà thấy không? Cũng hơi ấn. Tấm này là cái chỗ này con đi qua lại rất là nhiều lần rồi, nhưng mà nghĩ là cầm đường lộ cũng không có dám vô nè. Cái ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tượng Phật học nè, với lại cái hình của Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy. Mà cái nhà này cũng nghi là cái nhà của người nữ, nữ ở. Mình thấy hai ba cái túi này nè.
nữ ở trong ngoài, nam ở trong đây cũng có cái túi nè. Sao con này dễ đỏ không mới ghê chứ. Đây cũng có cái túi nè. Cái túi nữ. Cái guốc màu đỏ là gì thế ghê vậy. Sao cái gì cũng đỏ vậy. Còn màu đỏ không vậy? Cái nhà thấy không? Nằm ở cái vị trí là nhìn đi tối nó lại dưới không? Bây giờ ở nhà con rồi, con chỉ quay là tham quan cũng như là con vòng vòng đây một chút, với lại con cũng muốn nói rõ với cả nhà mình biết là tình hình của con hiện tại vậy đó. Thì giờ thôi cả nhà con xin là dừng video ha. Thì hy vọng là những chuyến khám phá này có phát hiện được cái điều gì đó, và cái căn nhà quan này thứ có một ngày nào đó con trở lại con quay tại cặp đường lộ của nhà. Đi ra đây phải đi rất khuya, thì là khuya giờ này là 1 giờ rồi đó, phải khuya như vậy đó thì nó có thể là đập máy rồi được. Đó. Với lại đây chỗ nhà con cách đây cũng 7-8 cây, gần 10 cây số. Đó. Bây giờ thôi, con xin dừng video nha. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha. Bye bye nha cả nhà.